Wow. Xin chào tất cả mọi người. Chắc hẳn là mọi người xem đến đây thì rất là tò mò, không biết là bên trong chiếc hộp này có gì đúng không? Và mình sẽ review điều gì trong video lần này. Xin chuẩn bị với các bạn, đây sẽ là một sản phẩm của nhà Yamaha và là một em ampli. Và để các bạn không chờ lâu nữa thì ngay bây giờ mình sẽ cùng unbox nó. Và các bạn hãy nhớ cùng xem đến cuối video để xem về những thông tin mình sẽ chia sẻ với các bạn trong video lần này nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua 4 đặc điểm nổi bật của dòng ampli PX của nhà Yamaha nhé. Đầu tiên đó là thiết kế mạnh mẽ, âm thanh thì vô cùng cực đỉnh. Tất cả các sản phẩm cục đẩy kỹ thuật số dòng PX của Yamaha đều được điều khiển bởi động cơ khuếch đại Class D, chip đơn LSI, sử dụng công nghệ POL. Với thiết kế đó thì ampli PX của nhà Yamaha có thể cho giải tần số bao phủ từ 48kHz và độ ồn thì rất thấp. Đặc điểm ưu việt số 2 là ampli dòng DX của nhà Yamaha thì đa dạng về mẫu mã và phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. Dòng cục đẩy kỹ thuật số PX bao gồm 4 mô hình mới: 1200W x 2 PX10, 1050W x 2 PX8, 800W x 2 PX5, 500W x 2 PX3 với mức giá dao động từ 13 đến 20 triệu đồng. Các bạn có thể sử dụng ampli này cho các nhu cầu như là phòng karaoke gia đình, cho các phòng hội trường, event và các sân khấu lớn. Đặc điểm ưu việt số 3 là sản phẩm tích hợp bộ xử lý âm thanh DSP vượt trội, tích hợp PEQ, crossover, filter, delay, limiter và tích hợp Yamaha speaker preset. Và đặc điểm ưu việt cuối cùng là đây là dòng sản phẩm ampli Class D mới nhất. Với mức công suất từ 300 đến 1200W, cho phép thiết bị đạt hiệu quả hoạt động cực kỳ bền bỉ theo thời gian. Và ngay trước mặt mình chính là em PX8, một sản phẩm đại diện cho dòng PX của nhà Yamaha. Và em PX8 này thì sở hữu những đặc điểm nổi bật của dòng PX nói chung. Em này có kích thước 480 x 88 x 388mm, khối lượng 7,2kg, cực kỳ nhỏ gọn và dễ dàng lắp đặt. Được trang bị cả đầu vào XLR và TRS, kết nối bài, speak on và điện thoại đầu ra, đem lại kết nối linh hoạt. Công suất 1050W, giải tần số âm thanh tới 48kHz, trang bị bộ xử lý DSP, bộ khuếch đại Class D, đem lại chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh, chuyên nghiệp. Vừa rồi là những thông tin tổng quan về dòng PX của nhà Yamaha nói chung, và đặc biệt là những thông số kỹ thuật chi tiết về em PX8. Nếu như các bạn đang có ý định mua một em PX8 thì các bạn có thể liên hệ hoặc tới showroom gần nhất của Chương Trình Audio. Chương Trình Audio là đơn vị phân phối chính hãng của Yamaha tại Việt Nam với hơn 26 năm kinh nghiệm, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mua hàng tại đây. Và nếu như các bạn có bất cứ lăn tăn gì hoặc muốn biết thêm về các thông số kỹ thuật sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ tới số hotline để được tư vấn miễn phí, đó là 0904 575856. 56. Và để đặt mua hàng cũng như là nhận những chương trình khuyến mại từ Chương Trình Audio thì các bạn hãy liên hệ tới số hotline 0902 188 722. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của Chương Trình Audio để nhận những thông tin mới nhất từ chúng tôi nhé. Xin chào. Chương Trình Audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.